Chào tất cả các em cần thủ đam mê của cá từ Tổ quốc. Hôm nay tục lên em một clip gồm 25 cây cần nha anh em. 25 cây cần này là 25 cây cần chia cho anh em câu lăng xê dạng câu ngâm, thì sẽ có một số dòng hàng hệ hàng đây qua. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi một không lấy mình lên đó thì sẽ ăn lại. Rồi, cảm ơn anh em. Em thứ nhất mọi người tham khảo. Thì cái thứ nhất em lên trong người là một cây cắm gốc hàng của China. Đây, hàng của Trung Quốc xuất nhập. Mã có đầy đủ nha anh em. Nó có đầy đủ bát Fuji, phen là phen Fuji nha, bát Fuji, phen là phen Fuji. Đọt khá cứng nha mọi người, đọt này ra tầm khoảng 50-80, thì cây này dài 1m5 nha anh em, dài 1m5, cứng 50-80, nặng là 290g, đọt 2.3 ly, giá cây công khai số 1 giá là 400 nha anh em, cây số 1 giá 400. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 em bên cho người là một cây cần Ryobi, hàng cắm gốc. Thì cây này sau đó sẽ có 3 đọt nha mọi người. Cây này sẽ có 3 đọt. Bát Fuji Ryobi nha mọi người. Cây này dài 1m8, 3 đọt. Đây nè, phen Bát Fuji. Hàng nguyên sinh, nguyên kiện nha anh em, không độ cháy. Khúc này nè, khúc móp này thì mấy anh Nhật ảnh mài nó nhỏ lên nha mọi người đó. Không ảnh hưởng gì hết. Phen Fuji nha mọi người, phen Fuji, bát Fuji. Thì cái này có 3 đọt, 1 đọt 50, 80, 100 và 100g nha mọi người. Thì cái này nặng là 230g, đọt 2 ly 2, 2 ly 4 và 3 ly 2 nha mọi người. Rồi, cây số 2 giá công khai là 700 nha. Đó, 700, dạ, cây số 2. Hàng người về cho nên đến bạo lực, câu ghe tàu biển nha. Quá ok, quá đẹp luôn. Đó, phen ok hết nha mọi người. 3 đọt này sẽ tí tinh hết nha. 3 đọt sẽ tí tinh, 3 đọt đặc. Tiếp theo cây số 3, thì cây số 3 em lên cho người một cây cần. Em xem. Cái này em cũng chả biết đọc cái này là cái gì luôn. Thì cái này em biết dài 2m4, dài 2m4, phen là phen phen hãng nha anh em, phen hãng đỏ xám nè, đó. Đây, đó, phen rất là đẹp, ngoại hình còn rất là đẹp nha anh em. Thì cây này em lấy từ thị trường Nhật về. Bát Fuji tem hoàng nè, đó, bát Fuji tem hoàng, đó. Rất là mới luôn, cần hai cán là cán mút 3 khúc, cán đời cao. Cây này cứng ra tầm khoảng 50 nha nè, cứng ra tầm khoảng 50. Thì cái này dài 2m4, cứng 50, nặng là 290g, đọt 21. Giá cây công khai số 3 giá là 400 nha nè, giá công khai số 3 400. Đó, giá cực kỳ bèo nhà luôn, giá chuẩn sinh nguyên. Càng chắc liệu loại chất liệu carbon nè, chắc liệu loại chất liệu carbon. Tiếp theo là cây số 4. Cây số 4 lên cho mọi người là một cây cần Shimano. Đó, cần Shimano. Anh em, phôi carbon nè, nó phôi găng guốc nè. Đó, Shimano. Bát là bát Fuji Shimano, bát từ cao. Phen là phen Fuji đỏ xám. Đó. Nên đó. Thì cây cứng 30 và 21, chỉnh anh em ghe tàu bè. Đó. Câu anh em có thể câu lăn xe cũng được. Phen Fuji anh em, ngoại hình còn rất là xinh nha mọi người. Đó. Hàng này hàng Korea xuất nhập, mã có đầy đủ. Bát Fuji Shimano, rất là đẹp luôn. Cần không lỗi lầm hết, tem hoàng xuất nhập. Thì cái này cứng 30, dài 21, nặng là 240g, đọt 1 ly 8, giá công khai là 750k cộng ship nha. Cây số 4 750k. Tiếp theo cây số 5. Cây số 5 em lên cho mọi người là một cây cần của Olympic. Cái này cần Olympic thì dòng cần này dạng carbon pha nha anh em, dòng cần này là dạng carbon pha đó, em nhắc lại cho anh em đó. Thì bát Fuji tam hoàng, được một bàn co đầy đủ nha anh em, được một bàn co hết đây. Phen là phen Fuji sheet nha anh em, cần này dòng cần này thì phen là muôn bộ phen sheet nha đó, anh em về đánh thoải mái luôn, đánh dây này ra dây rất là xa đó, bao bạo lực luôn đó. Dạng cần carbon pha nên cái giọt nó sẽ dịu đó. Thì dạng cần này thì chia cho anh em câu lăn xe, câu chép nha. Đó. Anh em câu tra dạng cảm giác thì vô tư. Đó. Phen ok hết nha anh em. Thì cái này nặng là 500g, đọt là 3 ly 2. Giá công khai số 5 là 700 cộng ship nha anh em, 700 cộng ship cái số 5. Đó, phen ok hết chân nha mọi người. Tiếp theo cái số 6. Cây số 6 lên cho người một dòng cần của Ryobi. Dòng cần của Super gì đó mọi người. Đó. Thì cây này dài 3m3, hơi điểm bosin. Dòng này của anh Pha Tắc Cổ nè, giống của anh Pha Tắc Cổ hay nội địa. Cái này mọi người. Chất liệu là carbon, phen là phen Fuji.
fan fan Fuji anh em, fan Fuji. Bát Fuji Japan. Cái này dài 3m3 nha anh em, dài 3m3. Đó, 98% carbon nè, đó. Chất liệu carbon. Fan còn đẹp nha mọi người, fan còn đẹp nè, đó. Bô ok luôn, đó, hàng nguyên zin. Rất là ok nha anh em, đó. Japan nè mọi người, đó. Thì cái này dài 3m3, độ cứng ra tầm khoảng 80 nha anh em, độ cứng ra tầm khoảng 80, chuẩn cho anh em câu lăn xe cha chép thoải mái. Thì cái này nặng là 310g, đọt 2.6 ly, giá 750k, cây số 8, giá 750k nha mọi người, đó, cứng 80, rồi cây số 6, 750k cộng ship, đó, hàng chuẩn đánh lăn xe nha. Tiếp theo cây số 7, thì cây số 7 lên cho người là một cây cần, dòng cần của Sunfit, đó. Em nè, dòng cần của Sunfit, đó. Thì dòng này dòng carbon sẵn nha mọi người, carbon sẵn hai da. Thì cái này cứng 50 dài 3m3 anh em, cứng 50 dài 3m3. Fan là fan Fuji lỗ xám đây. Đó. Fan ok hết nha anh em, fan này anh em về đánh vô tư nhé. Đó, fan chỉ ok hết. Không lỗi lầm. Bát là bát Fuji Japan. Nha mọi người. Đó, Japan nha, đóng chữ luôn. Cần sẵn thì găng guốc nha anh em, đó, sẵn găng guốc luôn, đó. Về anh em câu lăn xe thoải mái, đó. Tem sức này đầy đủ này, đó. Có đầu bao kim loại trên đây nha, thì cái này cứng 50, dài 3m3, nặng là 370g, đọt 2.9 ly, giá công khai số 7, giá là 1 triệu nha anh em, 1 triệu cái số 7. Thường thì cần hai da thế này nè, lúc trước em sẽ bán là 1.2 triệu đến 1.4 triệu, bây giờ gần Tết rồi sao còn 1 triệu. Tiếp theo là cây số 8, cây số 8 vẫn là một cây cần hai da carbon đây nè, đó, carbon sẵn hai da nha mọi người, đó. Bát tầm bát Fuji tem vàng luôn nè, đó, fan là fan Fuji dạ quang nha mọi người, đó. Thì cái này một cây cần Suru, đó, nội địa nha anh em, đó, fan fan Fuji dạ quang nha mọi người, đó. Đó. Carbon là carbon hai da đây, đó. Thì cái cứng 50 và 3m6, chiều dài chỉnh cho anh em đánh lăn xe cha chép, câu giặt bờ biển, đó, câu bến cảng ghe bè thuyền, khá là đẹp nha anh em, đó. Cần còn khá là đẹp luôn. Bọn sẵn khỏi bàn, đó. Cứng 50 dài 3m6, nặng là 370g, đọt là 2.6 ly, giá công khai cây số 8, giá 1 triệu nha nè, giá 1 triệu luôn, cây số 8. Fan Fuji dạo qua nha nè, rất là đẹp luôn. Tiếp theo là cây số 8, cây số 8 nha nè, cây số 8 giá 1 triệu. Tiếp theo cây số 9, cây số 9 là một cây cần của Powerbit, Powerbit là một dòng cần của Korea xuất nhật nha anh em, của Hàn Quốc. Đây nè, Keep Potion, dòng cần này dòng cần hai đọt nha anh em, hai đọt, một đọt 80, một đọt 50-80, một đọt 80-120 nha mọi người. Đó, fan là fan Fuji, dạ, yeah. Lõi xám, bát là bát Fuji Japan, bát đời cao. Cần khá đẹp nha nè, cần khá đẹp, hai đọt tháp nha mọi người, hai đọt tháp hết, đó, Fuji, ngoại hình khá là ưng mắt nha anh em, đó. Đây hai đọt đây, đó. Hai đọt này tùy theo địa hình địa điểm anh em đánh nha, anh em đánh thoải mái, lăn xe cha chép sân hàng, thì cái cần nặng là 330g. Đọt là 2.1 ly, và đọt 2.1 ly, độ cứng 50-80, đọt 2.4 ly, độ cứng 80-100, đó, rồi giá công khai cây số 9, giá là 1 triệu nha anh em, đó, giá công khai cây số 9 giá 1 triệu. Tiếp theo qua đây, tiếp theo cây số 10, đó. Cây số 10 là một cây cần xung qua, đó, cây cần xung qua, cây này có định vị lỏng nha anh em, đó, cây cần xung qua định vị lỏng, chất liệu là liệu carbon, đó, bát tầm bát Fuji, đó, carbon trắng nha, đó, rất là đẹp luôn,
Đó. Phen Fuji đây anh em, phen Fuji loại xám, bộ Fuji. Cần rất là đẹp luôn. Đó. Cần này độ cứng 80 50 nha anh em, 50 80 về chỉnh cho anh em câu lăn xe nha. Đó. Thì cái này dài 3m3. À, nặng là 360 g. Dài 2 đọt 2 ly 3, độ cứng 50 80. Cây số mừng giá 1 triệu nha mọi người, cây số mừng giá 1 triệu. À, định vị lóng nè mọi người. À, anh em gáp vô cái là dính thôi. À. Tiếp theo cây số 11. Cây số 11 là một cây hàng hệ, thì cái này em về được 3 cây. À, dòng cần đây qua hơi lóc. Dòng này anh em săn rất là nhiều nè mọi người. À, carbon là carbon hay da, bát là bát Fuji tam quan, phen là phen Fuji. À, cây chiều dài chuẩn, thông số chuẩn là 80 và 27 nha anh em, 80 và 27. Ngoại hình ok anh em, ngoại hình ok. Đó. Carbon hay da sẵn tới ngọn luôn. Bát là bát spin. Thắng tiếp luôn nha anh em. Đó, cần không lỗi lầm gì hết nha, bao lỗi lầm, bao nảy luôn. Hàng này quê anh em đánh cha chép câu biển, đánh bao lực thoải mái. Thì cái này nặng là 405 g, đọt là 3 ly 1. À, giá công khai cây số 1 giá là 1.600.000 nha anh em. Đó, 1.600.000. Cây số 12 quẳng vậy. Đó. Anh em, cây số 12 quẳng là Holylock carbon hai da. Đó. Trên này về carbon hai da hàng hệ cho anh em đánh tết. Rất là đẹp nha anh em. Sắn tới ngọn luôn nha. Đây, cái này nó dính bụi một tí nè. Đó. Xước cái này nha mọi người. Đó. Rồi xong, tất cả ok hết. Thì cái này quẳng nặng là 405 g, đọt 3 ly 1. Cây số 12 giá quẳng là món là 1.600.000 nha mọi người. À, cây số 12 1.600.000. Tiếp theo cây số 13. Đó. Cây số 13 quẳng quậy. Đó, Holylock carbon hai da. Đó. Sẵn gần gốc, phen là phen Fuji loại xám, bát là bát Fuji tam quan. Thì anh em cần báo em chụp hình cận cảnh cho anh em xem. À, phôi phôi cặp bát thay da nha mọi người. À. Phôi này anh em về đến đầu lực vô tư nha. Đó. Cái này cứng 80 và 27, nặng là 405 g, đọt 3 ly 1. Rồi giá công khai cây số 13, giá vẫn là 1.600.000 cộng ship nè, 1.600.000 cộng ship cây số 13. Tiếp theo cây số 14. Cây số 14 vẫn là một cây dòng cần hơi lóc, nhưng mà dòng này 3 khúc nha nè, 3 khúc. Đó. Carbon sắn nha, carbon sắn găng gốt nha mọi người. Bát là bát Fuji tem vàng. Đó, phen là phen Fuji đỏ xám. Đây, nó có xước trên này tí nha nè, chốc sơn thôi, không ảnh hưởng gì hết. Về anh em câu thoải mái nha. Đó. Dòng cần còn rất là ok, phôi là phôi rực rỡ luôn. Đó. Cầu lăn xe là khỏi chê vào đâu hết, cầu lăn xe cha chép khỏi chê đâu hết. Thì cái này nặng là 200, cái này nặng là 425 g, đọc 3 ly 2. Giá công khai cây số 4 giá vẫn là 1.600.000 nha nè, 1.600.000, cứng 80 dài 3 m, giá 1.600.000 nha nè, cứng 80 dài 3 m. Cây số 14. Tiếp theo cây số 15. Cây số 15 nêm lên cho mọi người là một cần, dòng cần hai đọt á, carbon cốt nha nè, hai đọt dạng carbon cốt nha nè, carbon sẵn luôn nha mọi người. Đó. Đây nè, đó. À, đọt là đọt tháp nha nè, dòng này là dòng đọt tháp dạng đánh cảm giác. À. Đây, đó, carbon sẵn hai da nha mọi người. Rất là rực rỡ luôn, đó, bao đẹp. À, cán này nè, cán quệ anh em lấy xà phòng sạc lại giúp em nha. Đó, cần quệ em chưa vệ sinh luôn á. Rất là đẹp nha anh em. Cây này về anh em câu biển, câu đăng xe cha chép thoải mái nha. Đó, hai đọt. Thì cây này dài 2m7, một đọt cứng 50, một đọt cứng 80. Thì nặng là 287 g, đọt cứng 50 là đọt 1 ly 9, đọt 2 ly 2 là đọt cứng 80. Rồi, giá công khai số 15 giá là 1.600.000 cộng ship luôn nha mọi người. Đó, 1.600.000 cộng ship cây số 15. Tiếp theo là cây số 16. Cây số 16 là một cây cần Daiwa Pencil Grips.
Thì dòng đai hoa này rất là nổi tiếng nha mọi người. Đó, cán là cán dẹp nè, đó. Anh em săn rất là nhiều luôn. Bass là bass full, bass đai hoa đời cao. Đó. Bass này là chắc máy luôn. Phen là phen Fuji loại xám nè, đó. Phôi phôi carbon hai da nha anh em, phôi carbon hai da. Thì cái này dài chỉ có 2m5 thôi nha mọi người. Dạ 2m5. Đọt nè anh em. Đọt nó sẵn gần gốc đây, đó. Đây anh em, đó, đọt sẵn gần gốc nha mọi người. Đó, đọt sẵn. Bù bù xít, đó, đọt sẵn bù xít. Đó. Đây anh em, đó, thấy sẵn không? Đó, phần đọt thôi nha mọi người, đó. Carbon hai da nha, đó, carbon đít cơ. Cây này cây nội địa nha mọi người, cây cần nội địa. Thì cây số 16 nặng là 280g, đọt 2 ly, độ cứng 80. Rồi, cây số 16 giá là 1 triệu nha nè, giá 1 triệu và 2m5. Tiếp theo cây số 17. Cây số 17 bên cho mọi người vẫn là một dòng cần Helilock, mà dòng cần này dòng cần đời cao. Đó, đây qua Helilock. Bass là bass đây qua, bass đời cao. Đó. Phôi phôi sẵn ít 2 da. Đó. Sẵn ít 2 da anh em. Thì cây này cứng 50 và 27 nha anh em, cứng 50 và 27. Phôi là phôi HZ, à, phôi HZ nhục khôi đề cao nha nè. À. Thì cây này sở hữu bộ phen là nguyên bộ phen xít nha mọi người. À, đặc biệt cây này sở hữu bộ phen xít nha, bu là bu xít, phen xít hết nha mọi người. À. Phen này thì đánh dây thì bao phê rồi, à. Đánh dây ra rất là mướt nha nè. À. Giảm độ ma sát đối với cọng dây. Một số cần lua đề cao bây giờ toàn là phen xít hết thôi, hết nha mọi người. À. Rất là ok luôn. Đó. Carbon sẵn thế này khỏi bàn. Cán là cán đời cao. Đó. Bát đời cao luôn. Đây nè, chỗ cồng bát đây. Nó làm rút lại cực kỳ đã. Cầm vừa tay luôn nè. Đó. Thì cái này nặng là 383g. Đọt 2 ly 2. Độ cứng 50. Dài 27. Rồi. Giá công khai cây số 17 giá là 1 triệu 2 nha anh em. Cây số 17 giá là 1 triệu 2. Tiếp theo cây số 18. Cây số 18 vẫn là một dòng cần của Daiwa. À, dòng Daiwa Helilock thì cây này là một dòng cần phen lá nha anh em, dòng cần phen lá, cần 3 khúc. Đó. Phen lá là phen lá xít nha anh em, phen lá xít hết. Rất là đẹp luôn. Đó. Phen này thì em kêu người đi keo ra cho mọi người nha. Đó, đi keo lại hết nha. Đó. Thì cần nào đi keo lại báo anh em đi keo lại nha anh em. Đây, đi keo lại anh em có thấy. Đó. Cần bao lỗi lầm nha. Đó, đây đi keo lại cho nó chắc một phen thôi. Đó, phen nó không chắc thì đi keo lại. Bass đời cao. Thì cái này cứng 30, dài 3m6 nha anh em. Cứng 30 dài 3m6 mã có đầy đủ hàng Taiwan xuất nhập. Bu bu chống sắn, phen là phen lá. Thì dòng này về cho anh em đánh cảm giác. Đó, câu câu lăn xe, săn hàng. Đó, dạng săn chép. Mấy cần này săn chép rất là phê luôn nha anh em. Nó có độ nảy rất là cao luôn. Đó, test đọt cho anh em xem. Thì cái này nặng là 270g. Đọt là 1 ly 7. Giá công khai là 1 triệu 4 nha anh em. Đó, giá công khai cây số 18 1 triệu 4. Tiếp theo qua cây số 19. Cây số 19 em lên cho người là một dòng cần Holy Bushin, hàng của Ryobi. Thì cái này độ mới nó ra tầm khoảng đâu đó 95% nha anh em. Rất là mới luôn. Đó, phen là phen full seed. Dạng phen lá nha mọi người, phen lá xít nha. Đây, miếng này nó còn miếng bao ni lông ở đây luôn nha mọi người. Đó. Bát là bát Pussy. Phen nó đây. Đó. Phôi cực kỳ ok nha anh em, phôi cực kỳ ok luôn. Đó. Không lỗi lầm gì hết. Bu chống sắn anh em, bu chống sắn. Càng còn rất là đẹp luôn á. Cần này về anh em câu lăn xe tra chép rất là ok luôn. Đó, bao nảy bao cảm giác luôn. Fuji Japan nha mọi người. Đó. Phen nó đây. Đó. Rồi. Cái này nặng là 270g nha anh em, nặng 270g, 2 ly, đọt là 2 ly. Cứng 50, dài 2m7. Rồi, giá công khai số 19. Giá là 1 triệu 6 nha nè, 1 triệu 6 cây số 19. Khoen ok hết nha anh em. Đó, khoen ok hết. Anh em cần báo em chụp hình cận cảnh cho anh em xem nha. Rồi, cảm ơn anh em. Tiếp theo là cây số 20. Cây 20 em lên cho mọi người là một dòng cần phen lá. Power Beat.
cây này phen lá độ mới 95% anh em, rất là mới luôn. Đây. Đó. Phen lá lỗi xít hết cho anh em, lỗi xít hết. Đánh anh em đánh rất là cảm giác luôn. Thì phen lá cây này độ cứng rất là chuẩn, độ cứng 80, dài 3m3. Đó. Phen rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó. À, gốc là gốc đối trọng nha anh em, gốc là gốc đối trọng. Đây, bao đẹp nha anh em. Đó, chuẩn nhật từ lâm chân nè. Cây cứng 80, dài 3m3. Hàng chuẩn và săn hàng, à, đánh bao lực, tra chép lăng xe. Rất là đẹp luôn. Đó, càng là bao đẹp luôn. Miếng ni lông ở đây còn luôn nè. Đó. Đây, đó. Rất là đẹp nha anh em. Phôi cực kỳ nảy. Thì cái này nặng là 480g, đọt là 2 ly 2, cứng 80, dài 3m3, 3 khúc. Thì cái gốc này không á, gốc đối trọng này không á, mà nó nặng tới 370g nha anh em. Đây, cái khúc inox đây, khá là cứng, đối trọng. Cho nó đầm cái cặn lại cho anh em thôi. Rồi, cây số 20, cây số 20 giá công khai là 1.6 triệu nha mọi người. Tiếp theo cây số 21, đây, một cây cặn power bit nữa đây, đó. Cây này thì phen ok hết trơn anh em, ngoại hình ok hết. Đó. Không đẹp bằng cây nãy thôi, nhưng mà mọi thứ ok hết. Cán là cán bằng. Bát là bát Fuji tam vàng. Đó. Rất là ok anh em. Ngoại hình tổng thể rất là đẹp luôn. Bộ chống trắng, hàng nguyên zin anh em, hàng nguyên zin nguyên kiện. À, thì cái này cứng 30 thôi, cứng 30 và 3 dàn chỉnh cho anh em câu chép, câu chép dạng câu lăng chép lăng xê, câu cha dạng cảm giác. Đó, rất là đẹp. Thì cái này nặng là 380g, đọt là 1 ly 9. Giá công khai cây số 21 giá là 1.4 triệu nha, 1.4 triệu. Gốc đó trọng. Tiếp theo cây số 22, cây 22 lên trong người là một cây hàng hệ. Thì cây này một cây cần Gamakatsu. Đó. Gamakatsu như này. Phen là phen Fuji Seed, phen lá mà dạng phen chân đen. Đó. Rất là hiếm luôn. Rất là ít khi gặp loại này, chỉ có hàng Gamma mới có thôi. Đó. Một Gamma với một số cây cần khác. Phen là phen lá như này, phen lá Seed. Bass là bass hãng, bass Gamma. Chất liệu carbon. Đó. Sẵn đây nè. Rất là đẹp luôn. Đó. Thì cái này là một cây hàng đẳng cấp nên em quay cận cảnh cho anh em xem. Đó, rất là đẹp. Bù của Gamma, bù chống sắn, bù lá nha mọi người. Dịch cho mình đây. Gamakatsu. Bao đẹp nha anh em. Đó, hàng này giá trị sưu tầm. Thôi anh em về câu lần C. Dạng này anh em xách ra câu là anh em khác nhìn là hỏi liền, không sợ đụng hàng. Đó, rất là đẹp anh em, phen đó nè, đó, đen xì lì. Thì cái Gamma này thì nó cứng 50, dài 3m6 nha anh em. Đó, cứng 50, dài 3m6, chuẩn cho anh em đến lần C, tra chép. Cái này nặng là 390g, đọt là 2 ly 3, giá công khai số 22, giá là 3 triệu nha anh em. Đó, cái số 22, giá là 3 triệu. Tiếp theo lên cho mọi người là cái số 23. Thì cái 23 em lên cho mọi người là một dòng cần của Shimano, dòng cần phen lá, nó đây, đó. Thì cây này thì rất là mới luôn. Đây Shimano nha anh em. Đó. Dạng Shimano dạng đời cao rồi. Đó. Holy Boston. Phen là phen Fuji lá, bass là bass Fuji đời cao. Đó. Sao kỹ cho anh em, rất là mới anh em. Thì cây này được sản xuất tại Indonesia, cứng 50 và 27, mã code đầy đủ nha anh em. Đó. Rất là đẹp luôn. Bù chống sẵn, bù chống sẵn hàng nguyên zin nha anh em. Thì dòng phen lá này nè, một số anh em có thể lấy về câu lô cũng được. Đó, câu lô rất là ok luôn, ga dây cũng rất là xa. Butter cam nha anh em, cần bao đẹp. Đó. Thì cái này dài cứng 50, dài 2m7 nha anh em, cứng 50 và 2m7, chuẩn cho anh em câu lăng xê cha chép. Đó. Rất là đẹp luôn. Phen ok hết nha anh em, không lỗi lầm gì hết. Thì cái này nặng là 210g, đó, rất là nhẹ luôn, đọt 1 ly 5. Rồi cây số 23 giá công khai là 1.6 triệu nha anh em, 1.6 triệu cây số 23. Tiếp theo cây số 24, cây 24 lên cho mọi người là một dòng cần khá là hiếm. Thì cây này một cây cần Anox,
Argos nha anh em, cần Argos, dòng cần của Shimano đó. Chiết kích lại. Thì dòng này là dòng carbon sắn nhất đây. Đó, phôi nhìn anh em nhìn phôi cũng thấy nè. Đó, sắn nhất cho mọi người. Đó, Shimano Argos. Bass là bass Shimano Argos luôn nha anh em. Đó, bass Fuji. Phôi là phôi sắn nhất đây. Đó. Dù nó có sơn một lớp sơn mà anh em vẫn thấy. Nè nè, vẫn thấy nha anh em, sẵn dạng gân guốc đây. Đó. Vô camera nó bắt khó mà anh em thấy nè, đó. À, cái này cứng 30 dài 3m3 nha anh em, cứng 30 dài 3m3, chỉnh cho anh em đánh lăn xe, cha chép. Fan là fan xít hết nha anh em, sẵn tới ngọn luôn. Đó. Carbon sẵn ít sẵn tới ngọn nha anh em. Để quay góc cho anh em thấy nó sẵn. Đây, đó. Fan ok hết nha mọi người, fan ok hết luôn. Fan xít khá là hiếm, dòng này khá là hiếm nha mọi người, à, hiếm giống như so với Kenjaki của Daiwa vậy đó, sẵn nhất nha mọi người, đó. Sẵn nhất nha, sẵn hết nước chấm luôn, anh em thấy không, sẵn gần guốc luôn, đó. Ngoại hình nó có xuất sắc li ti nha mọi người, ngoại hình có xuất sắc li ti, đó. Rồi, cái này để em xem. Cái này nặng là 305g, đọt là 2 ly, cứng 30 và 3m3, 3 khúc. Rồi, cây số 24 giá là 2 triệu anh em. Đó, giá 2 triệu cây số 24. Đó, sẵn gần guốc nha, rất là đẹp. Tiếp theo cây số 25. Thì cây 25 này em lên cho mọi người, em chả biết nó không câu cái gì luôn. Cây 25 là một cây cần máy ngang. Đó, cần máy ngang. Phen là phen xích nòng súng. À, cây của Mitsuki, dạng của Korea xuất nhập. Anh em, cái này 3m5 nè, thông số nè, đó. À, dạng lô mực nha anh em, thông số là thông số lô mực G từ 2.5 đến 4.5. Thông số bên đây thì em cũng chả biết. Cái máy ngang nha anh em, máy ngang sổ bộ phen là nguyên bộ phen gon nè, đó, gon mà gon shit nữa. Gon Fuji, gon shit nha anh em. Đó. Đây, khá đẳng cấp. Thì cần em soi cho anh em. Đó. Nguyên bộ Fuji Gon Shift nha anh em, phen nòng súng mát nữa. Đó, bộ phen nòng súng luôn. Phen này mua cũng khá là đắt đây. Đó. Phen khá dày khá đẹp nha anh em. Đó. Đây, cần máy ngang nha anh em, cần máy ngang, em nhắc lại nha. Đó, bass là bass Fuji đây. Đó, bass gon luôn. Thì cây này dài 3m5 nha anh em, dài 3m5. Em cũng không biết câu gì luôn. Phen shift nè. Nòng súng thì cái này nặng là 210g, đọt 1 ly 4. Rồi cây số 25 giá công khai là 1.5 nha anh em, 1.5 chứ đó. Rồi đó tổng cộng 25 cây cần em lên cho anh hôm nay, nếu anh em mừng cây nào chốt đem xung thoại tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi cảm ơn anh em. Oxygon.